Rồi, hello, xin chào tất cả quý khách hàng. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh mua bán của Trúc Mô Tô. Trúc Mô Tô địa chỉ cửa hàng số 277 Lũy Văn Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Bên em là một kênh chuyên mua bán tất cả các dòng xe mô tô, phân khối lớn, phân khối nhỏ đã qua sử dụng. Số điện thoại của em là 0768447735. Số đó em có sử dụng Zalo. Bên em bán có hỗ trợ vận chuyển ship xe toàn quốc từ Nam tới Bắc cho tất cả quý khách hàng không có nhu cầu đi lại ha, tới lui, không có điều kiện đi tới lui ha, ở xa. Và giấy tờ thủ tục thì đương nhiên là bên cửa hàng em bán là bao trọn gói ha. Anh em ở Sài Gòn em có thể bao bấm biển số ra tên, còn các anh ở xa thì em sẽ rút hồ sơ về cho tất cả các anh đăng ký sang tên ha. Hầu như chiếc nào cũng phải được sang tên mới được mua bán, mới được giao dịch. Rồi, clip ngày hôm nay thì dành cho một em siêu phẩm của nhà Honda. Em này là Honda Revel 250 xuất Mỹ nha tất cả quý khách hàng, đời cuối cùng, đời trùm cuối luôn, 2016. Thì Honda Revel 250 xuất Mỹ này thì được sản xuất vào được Honda sản xuất vào cuối năm 2016 là đã bỏ mẫu, không còn sản xuất trên thị trường nữa. Hiện tại thì xe này không còn sản xuất xe mới. Thì các quý khách hàng là xem qua kênh em thì mấy lâu thì chắc đã biết về dòng này rồi, em làm clip khá nhiều rồi. Thì những con được trước về cửa hàng thì được ghi hình và được các anh đã ủng hộ, đã mua hết rồi. Dạo gần đây thì kiếm xe không có, nhưng mà may mắn ngày hôm nay là được sở hữu được một em cực kỳ siêu phẩm, cực kỳ đẹp, hàng kịch độc nha quý khách hàng. Đấy, được anh chủ nhường lại một em Honda Rebel xuất Mỹ 2016, biển số Sài Gòn, giấy tờ hải quan chính ngạch chính chủ. Xe này sản xuất 2016 và được anh chủ đập thùng vào năm 2019, ảnh mua mới năm 2019 đó, tại hãng Honda. Thì em này, cái đặc biệt của em này thì tại sao gọi là siêu phẩm, hàng sưu tầm đỉnh cao nha, tại vì em này chỉ có mới siêu xài lướt, chỉ có 136 mai mà thôi nha tất cả quý khách hàng. Đó, những con xe Revel đời 2015, 2016 đến ngày hôm nay kiếm xe đẹp đã cực kỳ khó rồi, kiếm xe xài ít đã khó rồi, mà con này thì không phải là xài ít nữa mà là siêu ít luôn nha tất cả quý khách, siêu lướt luôn. Thì 8 năm trời rồi, 2016 là sản xuất, còn năm 2019 là ảnh mua. Mấy ngày đâu ha, hôm nay thì 2024 thì được 5 năm rồi. Con xe này ảnh sở hữu, ảnh mua thùng, ảnh sở hữu được 5 năm và ảnh chủ yếu là để trưng bày ở nhà. 5 năm mà chạy có 136 mài à, các quý khách hàng. Thì như một con xe thùng thôi, không có cái gì mà để tả được hết nha quý khách. Đó, xe màu đen, hải quan chính ngạch, biển số Sài Gòn, biển số em nói là 59A344891. Đó. Sao nữa ta? đó, nói chung là xài chạy anh chủ chạy chỉ có 136 mai thôi, thì con xe thì không có gì để tả nữa rồi, cực kỳ mới, siêu mới luôn. Xe này thì anh chủ lúc mua về thì anh chủ có bọc keo hết rồi, yên bọng rồi anh bọc hết, nhưng về em đã tháo ra và em vệ sinh lại. Rửa nước và vệ sinh lại, anh để cũng hơi bụi yên tí rồi. Thì ghi hình xong cái clip này rồi em sẽ đóng bọc ni lông lại và để ở cửa hàng ha. Anh em nào có nhà ý muốn sở hữu em Rebel siêu cọp này thì ghé qua cửa hàng của em để xem xe ha. Còn anh em ở xa thì xí nữa em ghi cận cảnh cho mấy anh xem. Con xe này không có gì để coi hết các anh, chỉ bàn về giá tiền thôi chứ xe khỏi bàn, cực kỳ mới luôn rồi. Em xin nói sơ qua con xe này thì riêng em này nha, riêng em này thôi, hoặc những có một vài chiếc thôi, chứ còn đa số thì xe bên em bán thì có giá cả cụ thể và báo cho khách hàng cụ thể ha. Nhưng riêng em này thì không có báo giá công khai được nha quý khách hàng, tại vì những con xe này thì bán hiện tại bây giờ, những xe sưu tầm mà hàng sưu tầm thì cái giá của nó đến ngày hôm nay thì bán so với xe mới lúc trước thì khá cao, nó cao hơn lúc trước mua mới luôn, quý khách hàng cao hơn nhiều luôn. Cho nên mà cái mà giá mà để báo ra cho tất cả quý khách hàng báo công khai thì nhiều lúc nó cũng có những cái bình luận tiêu cực. Những anh mà đã đam mê dòng này đã biết giá rồi, đã biết giá trị sưu tầm rồi thì không cần nhắc tới, mà anh đã chắc cũng phần nào cũng nắm giá được rồi. Còn những anh mà dạng như mà không có đam mê cái dòng này lắm á, thì kiểu như là
chỉ thích thôi chứ không có đam mê mà dạng như sâu sắc quá thì cũng không có biết giá trị của em này, cho nên nhiều khi báo cái giá ra thì cũng có những anh tiêu cực, phản hồi tiêu cực thì nó cũng không hay lắm. Thôi thì anh em nào mà thiện chí thích em này thì cứ alo trực tiếp số điện thoại cho em ha, em sẽ báo giá chị cụ thể và chi tiết. Rồi xe thì nó mới lên ken rồi, bây giờ em sẽ quay một vòng cho tất cả quý khách hàng xem qua em này, nếu mà có ok thì rước em nó về ha. Xe thì phải nói cực kỳ đẹp rồi, không có gì để tả hết quý khách hàng ơi. Này, Odo hiện tại là 136 mã nha tất cả quý khách hàng. Đây, chìa khóa hai chìa zin theo xe, một chìa đang sử dụng và một chìa là chưa có bóc siêu luôn, là các cả quý khách hàng nha. Đấy, cực kỳ hồi mới luôn rồi, không có gì để tả hết, siêu keng siêu nét. Cái đèn này tất cả các quý khách hàng không có chạy bao nhiêu hết á, nói chung anh khách này anh anh chủ này anh mua về là anh chỉ trưng bày thôi. Đó, anh em xem cái vỏ này ha, còn chỉ xanh chỉ vàng trong này luôn ha, còn trong cái gai gió ha. Đấy, vỏ lớp zin theo xe rồi không nói rồi, để 2016 đời cuối cùng nha quý khách hàng, cầm niềng này, các anh thấy không, ốc là tán bảy màu luôn. Được, xe này thì không có cà lê mỏ led nào đưa vào xe này được hết nha tất cả quý khách hàng, chưa có sử dụng tác động gì hết, xe này chưa tăng sơn luôn mà quý khách hàng, chưa tăng sơn, chưa thay nhớt lần đầu luôn. Đó, thì anh em mua về thì cứ việc thay nhớt mới thôi. Anh này anh chạy có 100 mấy mai nè, thì cũng anh đâu có đi bao nhiêu đâu mà thay, chưa thay nhớt luôn. Thì anh em mua về thì thay giùm ha, hoặc là em sẽ thay cho quý khách hàng. Xe thì không có cái gì để tả hết đâu quý khách hàng ơi, mới len ken từ đầu tới đuôi rồi, ốc bảy màu này, đẹp lắm. Này là kiểu như là thú quý hiếm rồi tất cả quý khách hàng, bảo tồn luôn rồi, sưu tầm bảo tồn luôn rồi, cực kỳ đẹp. Thì con xe này thì em chỉ quay sơ thôi chứ không có nói độ mới nữa nha, anh em sẽ đánh giá giùm em ha. Cái yên nè, không có chạy nhiều nè, anh em xem những cái sóng yên nè, còn rõ băng luôn nè. Đấy, đẹp không tất cả các anh, đáng để sưu tầm không ha. Đấy, ốc cốt bánh sau chưa mở ha. Đấy, chưa có tăng sơn lần nào luôn. Anh chủ này cũng kỹ lắm các anh, biển số mà anh bấm số về là anh để miếng keo này anh dán vô luôn, chứ anh không có đục lỗ để mà anh bắt biển số nữa. Đó, biển số này đang dán keo đó, nhưng mà nó cũng cứng nha, nó cũng chắc chứ nó không có sợ rớt đâu. Tại vì anh cũng ít đi xa, anh đi lâu lâu cuối tuần anh nổ máy và anh chạy vòng vòng Sài Gòn uống cà phê vậy thôi. Anh nói là chạy cũng không được bao nhiêu lần hết trơn rồi, giờ tuổi tác thì cũng đã lớn rồi. Kêu bằng anh thì cho trẻ thôi chứ thực chất kêu anh chủ xe này thì bằng chú nha, anh cũng có tuổi, anh lớn tuổi rồi. Thì công niềng vỏ lớp rất là đẹp, anh em xem gai gió bánh sau đây ha. Đây, có thể thấy ha, cái đèn dưới nó rọi hơi chói ha. Đó, nói chung là vỏ lớp thì khỏi phải bàn rồi, mới tinh tươm à, như xe mới thôi ha. Đẹp quá các anh ơi. Đấy, anh em nào mà đam mê dòng Rebel thì nhìn qua em này thì thôi rồi rồi, không thể nào mà mới hơn được nữa. Đó, nó chỉ thua một em xe thùng 9-10 thôi, nhưng mà xe thùng chưa chắc, nhiều chiếc thì bảo dưỡng nhiều chiếc ở trong showroom cắt ảnh cũng để nhiều chiếc nó cũng không có được đẹp đâu các anh ơi. Hiện tại ở ảng Honda người ta còn một chiếc để trưng bày đó, nhưng mà chiếc đó thì chắc chắn không đẹp bằng chiếc này đâu. Đấy, tại vì các anh đã biết rồi, cái dòng này thì lốc máy của nó là bằng rom cầu anh bằng cước đó, cước bấm, cho nên bảo dưỡng không kỹ thì nó sẽ bị oxy hóa nhiều lắm, còn đó là điều đương nhiên, chiếc nào cũng phải bị rồi. Nhưng mà chiếc này thì anh em có thể thấy nè ha, đây đắt cuối cùng 2016 đây các anh ơi, đây 2016 mới lắm các anh ơi, anh em xem cổ khó này, khó này chưa có đụng chìa khóa vào luôn, chưa có cổ lần nào luôn á các anh, quý khách hàng họ lớp thì khỏi phải bạn gọi cái đĩa này các anh xem này ha, quay cái đĩa cho anh xem.
Đấy. Không có bị mòn gì luôn, không bị khuyết gì luôn nha quý khách hàng. Đó, cái đĩa in như xe mới luôn à, khác gì hết. Đấy. Cái đĩa mà xe mà chạy nhiều thì cái đĩa nó sẽ có dấu và có gân nhiều ha, nó bị khuyết. Còn cái đĩa này thì in như con xe mới luôn à. Đấy. Thì cầm niềng vỏ lốp thì riêng theo xe rồi, tuyệt đối 100%. Nói chung em này thì nhìn thì chỉ biết ước thôi. Nói chung là em rất may mắn được anh chủ này sẽ dựng lại. Anh này anh đã nói chuyện cuộc sống cũng rất là ok. Xe thì anh nói rồi, không cưng còn hơn vợ của anh nữa. Cưng hơn bà xã nữa. Lau chùi hàng ngày. Xe cực kỳ đẹp luôn, giá trị sưu tầm cực cao nha tất cả quý khách hàng. Đấy. Bình xăng con nè. Đấy, em xem cái cọ xăng này ha, còn dấu chấm sơn luôn. Đẹp lắm. Máy móc thì đương nhiên là im rồi, im ru và rù thôi. Đang rô đai mà. Chạy bao nhiêu đâu. Vô vọng các thứ rất là đẹp. Em xem góc cốt sau đây ha, tuyệt vời không anh? Quay thì cho có thôi chứ xe này thì nó mới long lanh là như xe thùng thôi, khác vậy ha. Thùng sau thì xe này vậy thôi. Bỏ lớp sau đây ha, cái này là nó dính cái gì nha quý khách hàng, chứ không phải là bị gì đâu ha. Bị nước á, nước hồi chiều rửa mà nó không có khô, cái khô nó bị bám vào. Đấy, này nó còn nước luôn nè quý khách hàng, anh em thấy không? Đấy. Cái vỏ thì còn rất là dài. Đấy, anh em xem cái vỏ này cực kỳ đã luôn. Đây, em xem đây ha, chưa tăng sơn lần nào luôn quý khách hàng ơi. Đấy, ốc nè, đẹp không anh? Bán xe mà nhìn con này chịu không nổi luôn rồi, đừng nói với anh mà mua xe hay sử dụng. Quá mới luôn các anh ơi. Siêu phẩm của siêu phẩm nha quý khách hàng. Đẹp tuyệt vời nha các anh nha. Đây, cái siêu ở trong cái bình xăng lớn này vẫn còn luôn nè. Chưa có bị bóc ra lần nào luôn đó, nên thấy không? Chưa có mở cái gì hết á, ở trong đó nó có cái tem gì trong đó nữa. Ui, con xe này thì thôi rồi, khỏi phải bàn rồi ha quý khách. Thôi. Quay sơ cho anh xem qua chi tiết con xe này thôi, chứ thực chất con xe này không có gì để ghi hình hết. Em xem này, chấm sơn chấm đồ còn nguyên hết rồi. Kiếm rượu beo Mỹ 2015 2016 xài còn đẹp thì đã mệt mỏi rồi, kiếm con em những em này nữa thì càng mệt mỏi hơn ha quý khách. Đó, hiện tại chắc em nghĩ là con này là ô đô thấp nhất luôn rồi, không có con nào mà thấp hơn con này nữa đâu. Ô đô siêu xài lướt luôn, như thế này thì thôi chứ thứ nào mà chịu nổi. Kính xin theo xe luôn, giao ban hết nha. Kính nó không có một vết xước lông mèo luôn mấy anh ơi, có sử dụng gì đâu mà cũ. Rồi em xin gác điện thoại và nổ máy cho tất cả quý khách hàng. Thì cái micro nó cũng sắp hết pin rồi, tranh thủ cho để nó hết pin, tí mà lỡ nó có hết pin thì quay bằng cái mic điện thoại cho mấy anh nghe đỡ ha. Rồi em sẽ nổ máy và test tất cả chức năng cho các quý khách hàng. Dòng này thì đẳng cấp rồi. Xe này thì chưa có câu lại công tắc bật mở đèn chính nha quý khách hàng. Xe Mỹ nhập về nguyên chiếc thì đèn nó lúc nào cũng vẫn sáng như vậy đó, chỉ có cốp pha thôi, không có nút công tắc đèn chính nha quý khách hàng. Còn các anh mà muốn về câu lại thì cứ câu thôi, chứ còn xe riêng nguyên thủy thì không phải có nút đèn. Rồi, máy thì khỏi phải bàn rồi, thì beo Mỹ mà chất lượng lắm. Cục máy này xài 40 năm 50 năm không xi nhê gì nha quý khách hàng, bền lắm, bền bỉ theo thời gian. Dòng này là được tôn vinh là nồi đồng phối đá rồi. Những cái con xe mà đời tám mấy chín mấy đến ngày hôm nay vẫn sử dụng ok là quý khách hàng hiểu như thế nào rồi ha. Nó cực kỳ bền lắm, nó bền hoài luôn.
Thì dòng Rebel thì sản xuất từ năm 85 cho kéo dài tới 2016, đến ngày hôm nay vẫn giữ cái nét cổ điển, nhìn rất là đẹp, gọn gàng, nhẹ nhàng. Nói chung nhìn con xe rất là đồng thanh đồng cổ ha, thích hợp cho tất cả quý khách hàng nào có tuổi. Nói chung là vẫn đam mê dòng mô tô nhưng sức khỏe nó cũng suy yếu tí rồi, thì chọn qua những em này thì đi rất là ok. Thì em xin nói lại là cái giá thì em xin mạn phép được giữ lại ha. Anh em nào mà thiện chí thì cứ alo số điện thoại em sẽ báo, như từ đầu clip em đã nói rồi. Nhiều khi sao mấy anh coi kêu sao hôm nay Trúc mô tô quay ghi hình xe mà không có báo giá xe, nhiều khi mà anh cũng la. Thôi giờ chấp nhận bị chửi luôn rồi chứ giờ sao các anh. Rồi thì một lần nữa thì em cảm ơn tất cả quý khách hàng đã xem hết clip của em. Em chắc xin phép dừng video tại đây. Chúc tất cả quý khách hàng có ngày cuối tuần là hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình của mình ha. Rồi anh em nào yêu thích em này thì cứ liên hệ em số điện thoại trên màn hình 0768447735. Em xin nhắc lại là Rebel 250 xuất Mỹ đời 2016, siêu xe lướt 136 mã, biển số Sài Gòn, chính chủ, mua bán 3 sang tên, bao ship tặng nhà. Rồi quý khách hàng có nhu cầu alo trực tiếp cho em nha. Em kết thúc video tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào quý khách nha.